Thầy chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu điểm 10 tiếp theo. Rút gọn các biểu thức sau. Câu A. Căn bậc 2 của 19 trừ 8 căn 3. Cộng cho. Căn bậc 2 của 4 trừ cho 2 căn 3. Căn bậc 2 của 3. Thì ở đây chúng ta chối cho thầy nè. Ở đây là nó có vô trừ bên trong can nó có 19 trừ cho 8 căn 3 thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chuyển nó về hàng đẳng thức bình phương một hiệu là a bình phương nè trừ cho 2 nhân a nhân b cộng cho b bình phương thì bằng a trừ b tất cả bình phương nhớ chưa vậy thì ở đây chúng ta có được là 19 này trừ cho 8 căn 3 thì chúng ta tách cái phần 8 căn 3 này thành hai lần AB phải trừ cho hai lần này A ở đây là 4 này B là mấy là căn 3 8 căn 3 cho vậy thì A ở đây là sẽ là 4 và A bình sẽ là 4 bình còn B là 3 thì B bình sẽ là căn 3 tất cả bình phương và em thấy là 4 bình cộng căn 3 bình bằng 19 chưa bàn 19 do đó thì cái này đúng rồi vậy thì à, cái này sẽ bàn A bình cái này chính là A bình trừ 2 lần AB cộng B bình A là chính là 4 B là can 3 và bàn A trừ B tất cả bình phương là 4 trừ can 3 tất cả bình phương đó vậy 19 trừ cho 8 can 3 thì nó bằng là 4 bình phương này trừ cho 2 nhân cho 4 nhân cho căn 3 cộng cho căn 3 tất cả bình phương cộng cho tiếp theo xử lý tiếp này là 4 trừ 2 căn 3 tương tự thôi 4 trừ cho 2 căn 3 thì bằng xử lý ngay 2 căn 3 này trừ cho 2 nhân căn 3 nhân cho 1 2 nhân căn 3 nhân 1 là bạn 2 căn 3 là quỳ đúng không quỳ vậy đó đích lên này là A chính là căn 3 vậy A bình sẽ là căn 3 tất cả bình phương đó đích lên thì B chính là 1 cho đó thì B bình sẽ là 1 bình phương căn 3 bình phương là 3 cạnh 1 bình phương đúng bạn 4 chưa quỳ chưa quỳ vậy A chính là căn 3 B là 1 vậy A bình trừ 2 lần AB cạnh B bình bạn A trừ B tất cả bình phương vậy A là căn 3 thì căn 3 trừ 1 tất cả bình phương. Vậy thì 4 trừ 2 căn 3 chính là bằng căn 3 trừ 1 tất cả bình phương. Vậy cộng cho này lại thầy là cộng cho căn 3 tất cả bình phương này, đó trừ cho 2 nhân cho căn 3 nhân cho 1 cộng cho 1 bình phương. Trùm căn lên. Rồi nữa bạn, này là 4 trừ cho căn 3 tất cả bình phương trùm can lên. Chỗ này là can 3 trừ 1 tất cả bình phương trùm can lên tới đây tiếp tục chúng ta nhớ cái thầy nè can của A bình phương bằng trị tuyệt đối của A và lưu ý với thầy hai trường hợp nó bằng A nếu A lớn hơn bằng 0 bằng trừ A nếu A bán không 0 nhớ chưa? đó rồi vậy bằng trị tuyệt đối của 4 trừ can 3 cộng trị đối của can 3 trừ 1. Ở đây thì chúng ta có thể sắc máy tính, dùng máy tính xác nó cũng được. Đó. Còn không thì làm tay. Thì hiểu là 4 trừ can 3. 4 là can 16. 4 thành can 16. Can 16 mà trừ can 3 thì 4 lớn hơn. 16 lớn hơn 3. Do đó thì cái này, cái này dương ra Cái này luôn lớn hơn 0. Do đó thì bỏ tuyệt đối thì nó bằng chính nó là 4 trừ can 3. Còn chỗ này là can 3 trừ 1 cũng lớn hơn 0. Do đó thì bỏ triệt đối nó chính là bằng can 3 trừ 1. 4 trừ 1 còn 3. Trừ can 3 căn can 3 bằng 0. Kết quả là bằng 3. Câu B. Câu B thì nó hơi phức tạp một tí. Nhưng mà chúng ta để ý là chúng ta làm từ bên trong ra bên ngoài. Lột từ trong ra ngoài. Chúng ta làm cái phần này trước này. Đó. Cứ nhớ là lột từ trong ra ngoài là được thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần 4 cộng 2 căn 3 trước. Và nó bằng như đây. Chíp lại nha, 12 cộng cho 3 căn 3. Cái phần mà không làm thì chíp lại thôi. Cộng cho cái này. Chỗ này thì chúng ta chú ý thằng này, đây, từ từ xí. Cái này chính là bạn gì? Chúng ta vừa biến đổi giống như câu A đó, đây này. Là 4 cộng cho 2 căn 3 thì bàn này chúng ta để ý này, nó chính là áp dụng công thức này là hàng đẳng thức bình phương một tổng á, a bình cộng cho hai lần ab cộng cho b bình phương thì bàn a cộng b tất cả bình phương thấy không dấu cộng này thì dùng công thức này thôi và này tách cái hai căn 3 thành hai nhân căn 3 nhân một vậy a đã đích lên là chính là căn 3 bình phương này này b chính là một đã đích lên là b bình sẽ là một bình phương căn 3 bình phương tất cả bình phương cộng một bình phương đúng bằng 4 cho quỳ chưa còn đây hai nhân can 3 nhân 1 bằng hai can 3 quỳ rồi thì nó bằng chính là bằng gì bằng can 3 a cộng b tất cả bình phương là can 3 cộng một tất cả bình phương a là can 3 b là 1 ok chưa chỗ này thầy ghi xanh là can 3 cộng 1 tất cả bình phương rồi trùm can nha trùm can đó trừ cho 2 căn 3. Rồi tiếp tục bạn nè. Cứ làm từ bên trong ra ngoài, lột từ trong ra ngoài là xong. 12 cộng 3 căn 3. Chỗ này thì à, uh, căn bậc 2 của a bình phương đưa ra ngoài tuyệt đối. Tuyệt đối của a căn 3 cộng 1. Rồi tiếp tục trùm căn lên. Và trừ cho 2 căn 3. Rồi cái này tiếp tục là 12 cộng cho 3 căn 3 này. Triệt đối cái 3 cộng 1 là luôn lớn hơn 0, do đó bỏ tuyệt đối nó bằng chính nó là bằng căn 3 cộng 1. Rồi trùm căn lên. Tới đây thấy dễ chưa? Tới đây là dễ đó. Đây đây. Chỗ này là 12 cộng 1 là mấy? Là 13 này. 3 căn 3 cộng căn 3 là 4 căn 3. 3 con gà này cộng 1 con gà là 4 con gà, con gà chính là căn 3 đó. Là 4 căn 3 trùm can lên trừ cho 2 căn 3. Đó, tới đây xử lý tiếp. Rồi, phức tạp thôi. Rồi bây giờ chúng ta xử lý này. Chúng ta xử lý từ đâu? Từ cái cái 4 căn 3 đó và là 13 này cộng cho 4 căn 3 thì bằng 4 căn 3 tách thành là 2 nhân cho 2 nhân 2 căn 3 thử nha, nhân cho 1 thì a sẽ là gì? Đa đích langchain sẽ là a sẽ là 2 căn 3, b là 1 này. Đá langchain được là a bình sẽ là 2 căn 3 tất cả bình phương cộng cái này này. Còn b là 1, đa đích langchain này được là 1 bình phương. Vậy 2 căn 3 tất cả bình phương là bạn, 2 bình phương nhân căn 3 bình phương là 4 x 3 12 cộng 1 đúng bằng 13. Quê chưa? Quê. Rồi cái này 2 nhân 2 căn 3 nhân 1 chính là 4 căn 3 quê rồi. Vậy là a chính là 2 căn 3, b là 1 bàn A cộng B tất cả bình phương là 2 căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Đó, dễ chưa? Rồi con này ghi thành là 2 căn 3 cộng cho 1 tất cả bình phương trùm căn trừ cho 2 căn 3. Căn A bình phương trị đấu của A do đó thì cái này bằng trị đấu của 2 căn 3 cộng 1 trừ 2 căn 3. 2 căn 3 cộng 1 là số dương rồi, cho đó thì nó bằng chính nó là 2 căn 3 cộng 1 đêm trừ cho hai căn 3 hai căn 3 trừ căn 3 bằng 0 vậy cái này là kết quả là bằng 1 video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng cảm ơn các em đã theo dõi hẹn gặp các em ở video tiếp theo chào tạm biệt các em